Các bạn ơi, bạn có biết rằng suy nghĩ tích cực không chỉ đơn giản là mong muốn điều tốt đẹp đến với mình. Nó là cả một hành trình, một sự lựa chọn mỗi ngày để nhìn cuộc sống với con mắt lạc quan hơn. Bí mật để có được thái độ tích cực đó chính là rèn luyện suy nghĩ lạc quan mỗi ngày đấy. Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá 5 cách đơn giản mà hiệu quả để làm điều đó. Từ việc thực hành lòng biết ơn, khẳng định tích cực, cho đến việc tạo dựng môi trường tích cực xung quanh mình. Nào, hãy cùng bắt đầu hành trình gieo những hạt mầm tích cực cho cuộc sống rực rỡ hơn nhé! Bạn còn nhớ lần cuối cùng bạn cảm thấy biết ơn là khi nào không? Đó có thể là một khoảnh khắc nhỏ bé, nhưng lại mang đến cho bạn niềm vui và sự ấm áp trong lòng. Có thể là một ly cà phê thơm phục vào buổi sáng, khi bạn ngồi bên cửa sổ và ngắm nhìn ánh nắng ban mai len lỏi qua từng cái lá. Hoặc một tin nhắn yêu thương từ gia đình, khiến bạn cảm thấy được quan tâm và yêu thương, dù chỉ là những lời chúc đơn giản. Hay chỉ đơn giản là một ngày nắng đẹp trời, khi bạn có thể hít thở không khí trong lành và cảm nhận sự sống động của thiên nhiên xung quanh. Đôi khi, chúng ta quá bận rộn với những lỗ toan của cuộc sống, mà quên mất đi những điều nhỏ bé, giản dị xung quanh. Chúng ta bị cuốn vào vòng xoáy của công việc, trách nhiệm và những áp lực hàng ngày. Nhưng bạn biết không, chính những điều nhỏ bé ấy lại mang đến cho chúng ta niềm vui và năng lượng tích cực cho cả ngày dài. Những khoảnh khắc dân đơn nhưng đầy ý nghĩa ấy giúp chúng ta cảm thấy cuộc sống này đáng sống hơn. Thực hành lòng biết ơn không hề khó đâu. Đó là một thói quen mà ai cũng có thể rèn luyện và duy trì. Mỗi buổi sáng thức dậy, hãy thử dành vài phút để nghĩ về 3 điều mà bạn cảm thấy biết ơn. Đó có thể là những điều rất nhỏ nhặt nhưng lại có ý nghĩa lớn lao đối với bạn. Đó có thể là sức khỏe, khi bạn có thể tự do vận động và cảm nhận cơ thể mình khỏe mạnh. Gia đình, những người luôn ở bên bạn, chia sẻ niềm vui và nỗi buồn là nguồn động viên lớn nhất trong cuộc sống của bạn. Công việc, nơi bạn có thể phát triển bản thân và đóng góp cho xã hội. Hay chỉ là một giấc ngủ ngon giúp bạn tái tạo năng lượng và sẵn sàng cho một ngày mới. Hãy cảm nhận thật sâu sắc niềm hạnh phúc mà những điều đó mang lại. Đó là những khoảnh khắc giúp bạn nhận ra rằng cuộc sống này thật đáng quý và đáng trân trọng. Lòng biết ơn giống như thổi nam châm thu hút điều tốt đẹp đến với cuộc sống của bạn. Khi bạn biết ơn, bạn sẽ thấy cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn và mọi thứ xung quanh bạn cũng trở nên tích cực hơn. Khi bạn tập trung vào những điều tích cực, bạn sẽ thu hút được nhiều hơn nữa những điều tích cực khác. Những mối quan hệ tốt đẹp, những cơ hội mới và những niềm vui bất ngờ sẽ đến với bạn. Hãy thử tưởng tượng, nếu mỗi ngày bạn đều bắt đầu bằng việc cảm thấy biết ơn, tâm trạng của bạn sẽ tích cực và tràn đầy năng lượng như thế nào. Bạn sẽ cảm thấy yêu đời hơn, lạc quan hơn và sẵn sàng đón nhận mọi thử thách. Bạn sẽ thấy yêu đời hơn, lạc quan hơn và sẵn sàng đón nhận mọi thử thách. Những khó khăn sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn khi bạn có một tâm hồn biết ơn và tràn đầy năng lượng tích cực. Bạn cũng có thể viết ra những điều mình biết ơn vào một cuốn sổ, gọi là nhật ký biết ơn. Mỗi ngày, hãy dành vài phút để ghi lại những điều mà bạn cảm thấy biết ơn. Điều này sẽ giúp bạn duy trì thói quen biết ơn và luôn nhìn nhận cuộc sống một cách tích cực. Điều quan trọng là bạn cảm nhận được niềm vui, sự biết ơn từ tận đáy lòng. Hãy để lòng biết ơn trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bạn. Và bạn sẽ thấy cuộc sống này thật đáng sống và tràn đầy ý nghĩa. Bạn đã bao giờ nghe đến câu nói, bạn là những gì bạn nghĩ chưa? Câu nói này không chỉ là một lời khuyên đơn thuần, mà còn là một chân lý đã được chứng minh qua nhiều nghiên cứu khoa học và thực tiễn cuộc sống. Đúng vậy, suy nghĩ của chúng ta có sức mạnh hơn chúng ta tưởng rất nhiều đấy. Những suy nghĩ tích cực có thể tạo ra năng lượng tích cực, giúp chúng ta cảm thấy hạnh phúc và tràn đầy năng lượng hơn. Nó có thể ảnh hưởng đến cảm xúc, hành động và cả cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta suy nghĩ tích cực, chúng ta sẽ có xu hướng hành động tích cực, từ đó tạo ra những kết quả tích cực trong cuộc sống. Vì vậy, thay vì để những suy nghĩ tiêu cực lấn át, hãy chủ động gieo vào tâm trí mình những hạt giống tích cực bằng cách sử dụng những câu khẳng định. Những câu khẳng định này không chỉ giúp bạn thay đổi cách nhìn nhận về bản thân mà còn giúp bạn xây dựng một tâm lý vững vàng hơn. Khẳng định tích cực là những câu nói ngắn gọn, thể hiện những điều bạn mong muốn đạt được hoặc trở thành. Chúng giúp bạn tập trung vào những mục tiêu và ước mơ của mình, đồng thời loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực
và không cần thiết. Ví dụ như, tôi là người tự tin, tôi có khả năng vượt qua mọi thử thách, hay tôi luôn thu hút những điều tốt đẹp vào cuộc sống của mình. Tôi thu hút thành công. Tôi là người kiên định và quyết tâm. Tôi luôn đạt được mục tiêu của mình. Tôi xứng đáng với hạnh phúc. Tôi yêu và được yêu. Tôi sống một cuộc sống đầy ý nghĩa và trọn vẹn. Hãy chọn những câu khẳng định phù hợp với mục tiêu của bản thân. Sau đó, lặp đi lặp lại chúng mỗi ngày, vào buổi sáng sau khi thức dậy hoặc buổi tối trước khi đi ngủ. Điều này sẽ giúp bạn bắt đầu và kết thúc một ngày với những suy nghĩ tích cực, tạo ra một thói quen tốt cho tâm trí. Ban đầu, có thể bạn sẽ cảm thấy hơi ngại ngùng hay khó tin vào những điều mình đang nói. Điều này là hoàn toàn bình thường, vì chúng ta thường có xu hướng nghi ngờ những điều mới mẻ và chưa quen thuộc. Nhưng hãy kiên trì thực hiện, vì mỗi lần bạn lặp lại những câu khẳng định tích cực, bạn đang gieo vào tiềm thức mình những hạt giống tích cực. Những hạt giống này sẽ dần dần nảy mầm và phát triển, giúp bạn thay đổi cách nhìn nhận về bản thân và cuộc sống. Dần dần, tiềm thức sẽ hấp thu những hạt giống ấy và biến chúng thành hiện thực. Bạn sẽ bắt đầu thấy những thay đổi tích cực trong cách bạn suy nghĩ, cảm nhận và hành động. Hãy tưởng tượng tiềm thức của bạn giống như một mảnh đất. Mảnh đất này có thể trở nên màu mỡ và trù phú nếu bạn biết cách chăm sóc và gieo trồng những hạt giống tốt. Nếu bạn liên tục gieo vào đó những hạt giống tiêu cực, mảnh đất ấy sẽ chỉ mọc lên cỏ dại. Những suy nghĩ tiêu cực sẽ làm cho tâm trí bạn trở nên hỗn loạn và khó kiểm soát. Nhưng nếu bạn gieo vào đó những hạt giống tích cực, mảnh đất ấy sẽ trở hòa thơm, qua ngọt. Những suy nghĩ tích cực sẽ giúp bạn xây dựng một cuộc sống hạnh phúc và thành công. Hãy nhớ rằng, bạn có quyền lựa chọn suy nghĩ của mình. Bạn có thể chọn suy nghĩ tích cực và tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn, hoặc bạn có thể để những suy nghĩ tiêu cực chi phối và làm cho cuộc sống trở nên khó khăn hơn. Quyết định là ở bạn. Bạn có bao giờ để ý rằng, khi ở bên cạnh những người bạn vui vẻ, bạn cũng cảm thấy vui vẻ hơn? Ngược lại, khi tiếp xúc với những người tiêu cực, bạn cũng dễ bị buồn theo. Đó chính là sức mạnh của môi trường. Môi trường xung quanh có ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng, suy nghĩ của chúng ta. Một môi trường tích cực sẽ tiếp thêm cho bạn năng lượng, động lực để phát triển. Còn một môi trường tiêu cực sẽ cản trở bạn. Vì vậy, việc tạo dựng cho mình một môi trường tích cực là rất quan trọng. Vậy làm thế nào để tạo dựng một môi trường tích cực? Hãy bắt đầu bằng việc lựa chọn những người bạn tích cực, những người truyền cảm hứng cho bạn. Hãy dành thời gian cho những người bạn yêu quý, những người khiến bạn cảm thấy vui vẻ khi ở cạnh họ. Bên cạnh đó, hãy hạn chế tiếp xúc với những người tiêu cực, những người hay phàn nàn. Năng lượng tiêu cực từ họ có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn đấy. Hãy nhớ rằng, bạn có quyền lựa chọn môi trường sống cho mình. Hãy lựa chọn một môi trường tích cực, nơi bạn cảm thấy được truyền cảm hứng và được là chính mình. Trong cuộc sống bận rộn ngày nay, việc giữ cho tâm trí luôn bình yên thật không dễ dàng chút nào. Chúng ta thường xuyên bị cuốn vào những lỗ toan, công việc và trách nhiệm hàng ngày. Những lo lắng, muốn phiền, những suy nghĩ về quá khứ hay tương lai có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và mất tập trung. Những áp lực này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần mà còn tác động tiêu cực đến sức khỏe thể chất của bạn. Vậy, làm thế nào để tìm lại sự cân bằng cho tâm hồn? Chánh niệm và thiền định chính là câu trả lời dành cho bạn. Đây là những phương pháp đã được chứng minh qua nhiều thế kỷ, giúp con người tìm lại sự bình yên và tĩnh lặng trong tâm hồn. Chánh niệm có nghĩa là tập trung sự chú ý vào hiện tại, vào những gì đang diễn ra xung quanh bạn. Điều này giúp bạn sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc, không bị chi phối bởi những suy nghĩ về quá khứ hay lo lắng về tương lai. Bạn có thể thực hành chánh niệm trong bất kỳ hoạt động nào, từ việc ăn uống, đi đứng, làm việc cho đến nói chuyện với mọi người. Chỉ cần bạn chú ý và tập trung vào những gì mình đang làm, bạn đã đang thực hành chánh niệm. Thiền định là một phương pháp rèn luyện tâm trí đã có từ rất lâu đời. Nó không chỉ giúp bạn làm dịu tâm trí, mà còn giúp bạn phát triển sự tập trung và khả năng tự kiểm soát. Thiền giúp bạn làm dịu tâm trí, giải tỏa căng thẳng và tập trung tốt hơn. Khi bạn thiền, bạn tạo ra một không gian yên tĩnh trong tâm hồn, nơi bạn có thể tìm thấy sự bình yên và tĩnh lặng. Có rất nhiều cách thiền khác nhau, bạn có thể lựa chọn cách phù hợp với mình. Từ thiền định truyền thống đến các phương pháp hiện đại như thiền chánh niệm, mọi phương pháp đều có những lợi ích riêng. Ban đầu,
việc thực hành chánh niệm và thiền định có thể hơi khó khăn. Bạn có thể cảm thấy bối rối và không biết bắt đầu từ đâu. Tâm trí bạn sẽ dễ bị sao nhãng bởi những suy nghĩ khác. Điều này là hoàn toàn bình thường và là một phần của quá trình học tập. Nhưng đừng nặn lòng, hãy kiên trì tập luyện. Bạn sẽ dần dần cảm nhận được những lợi ích tuyệt vời mà nó mang lại. Sự kiên nhẫn và quyết tâm sẽ giúp bạn vượt qua những khó khăn ban đầu. Hãy bắt đầu bằng cách dành ra 5 đến 10 phút mỗi ngày để ngồi thiền, tập trung vào hơi thở của mình. Dần dần, bạn có thể tăng thời gian thiền lên khi cảm thấy thoải mái hơn. Khi tâm trí bạn bị phân tâm, hãy nhẹ nhàng đưa nó trở lại với hơi thở. Hãy nhớ rằng, thiền không phải là việc loại bỏ hoàn toàn suy nghĩ, mà là học cách quan sát chúng mà không bị cuốn theo. Ai trong chúng ta cũng đều có ước mơ cho riêng mình. Tuy nhiên, đôi khi những mục tiêu quá lớn có thể khiến bạn cảm thấy chán nản và dễ bỏ cuộc. Bí quyết để luôn có động lực và sự tích cực chính là đặt ra những mục tiêu thực tế và chia nhỏ chúng thành những bước đi nhỏ hơn. Hãy bắt đầu bằng cách xác định rõ điều bạn muốn đạt được. Mục tiêu của bạn là gì? Bạn muốn đạt được điều đó khi nào? Bạn cần phải làm gì? Hãy viết ra những câu trả lời thật cụ thể. Sau khi đã xác định được mục tiêu lớn, hãy chia nhỏ nó thành những mục tiêu nhỏ hơn, dễ thực hiện hơn. Ví dụ, nếu mục tiêu của bạn là giảm 5kg trong 2 tháng, bạn có thể chia nhỏ mục tiêu thành từng tuần, mỗi tuần giảm nửa kg. Việc chia nhỏ mục tiêu sẽ giúp bạn dễ dàng theo dõi và luôn có động lực. Bên cạnh đó, hãy đặt ra những mục tiêu phù hợp với khả năng của bản thân. Đừng đặt ra những mục tiêu quá cao, điều đó chỉ khiến bạn cảm thấy áp lực và dễ bỏ cuộc. Mỗi khi đạt được một mục tiêu, dù là nhỏ bé đến đâu, hãy tự thưởng cho bản thân một điều gì đó bạn thích. Việc tự thưởng sẽ giúp bạn duy trì động lực và hào hứng hơn. Các bạn thấy đấy, xây dựng thái độ tích cực không hề khó phải không nào? Chỉ cần chúng ta thực hành những điều đơn giản như nuôi dưỡng lòng biết ơn, khẳng định tích cực, tạo dựng môi trường tích cực, thực hành chánh niệm và đặt ra những mục tiêu thực tế, chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi cách nhìn của bản thân về cuộc sống theo hướng tích cực hơn. Hãy nhớ rằng, hành trình nào cũng có thử thách, và hành trình gieo trồng suy nghĩ tích cực cũng vậy. Sẽ có lúc bạn cảm thấy nản lòng, muốn bỏ cuộc. Nhưng hãy luôn nhớ đến lý do bạn bắt đầu. Hãy kiên trì và đừng bao giờ từ bỏ bản thân mình. Bạn có bí quyết nào để giữ cho tinh thần luôn lạc quan? Hãy chia sẻ với mình và mọi người bằng cách để lại bình luận bên dưới video nhé. Và nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy like, share và subscribe kênh của mình để không bỏ lỡ những video tiếp theo về chủ đề phát triển bản thân nhé.